Chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Tiền Ăn Ngon Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Hôm nay thì hai chị em lại có lộc ăn nữa nha mọi người. Đi lại nhà chị Thu á, để chị Thu có làm đồ ăn nha. Thì mọi người cùng Tiền đi đến nhà chị Thu để xem có những gì ăn nha. Chào chị Hai. Trời, bữa nay chị Hai cực rồi. Trời ơi, hấp dẫn quá. Wow. Trời ơi, cái nồi thịt kho ghẹ ngon quá hả? Giận quá hả? Giận quá hả? Cái nồi nước chấm. Đây. Cái nồi. Wow. Giận quá, hấp dẫn quá. Wow. Đây là nấu cà ri nha mọi người. Đó, cà ri chấm bánh mì. Wow. Đây, đây là bánh mì Việt Nam nha mọi người. Đó. Mua ở trên mạng. À. Bây giờ mình sẽ đi nướng lại nha. Cái này thì nó bị mềm mà. Mình sẽ nướng lại. Ăn cái bún nè mọi người. Đây là cà ri vịt. Cà ri vịt nha mọi người. Đây, đây, đây đi. Đây nồi. Ăn nữa đâu. Cà phá luôn. Đéo đó. Đây, là bánh mì nha mọi người. Xong rồi hả mọi người? Mọi người thấy không? Mới vừa ăn xong mà giờ quay lại uống bia. Hết chịu nổi với hai bà này luôn. Nãy giờ thì cũng ăn xong rồi mọi người. Bây giờ hai chị em đi về với trời. Về gì? 7 giờ rồi. Vậy mà vẫn còn hai là uống bia nữa kìa mọi người. Thấy chưa? Đó. Giờ thì xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người giờ đừng biết ra kế tiếp. Giờ uống bia nó cũng quay nữa. Bye.